Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 31 tháng 5. Mùa giải 2022-2023 đã đi đến hồi kết ở một vài giải vô địch quốc gia. Và tiêu điểm hôm nay sẽ liên quan đến các tin tức chuyển nhượng mỗi ngày để chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng hè được hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ trong năm nay. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin vắn liên quan. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của tiền vệ Denis Zakaria. Tuyển thủ người Thụy Sĩ sẽ phải rời khỏi Chelsea vào tháng 6. Cựu thuyền trưởng của Tottenham khẳng định cầu thủ đang thuộc biên chế Juventus không nằm trong kế hoạch mùa tới. Vì thế nên phía Chelsea đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đất. Tương lai của Zakaria ở Juventus là tương đối mịt mờ khi cầu thủ sinh năm 1996 đã từng lên báo phản đối cách chơi tiêu cực của huấn luyện viên Allegri. Chúng ta cũng đã nhận được tin Benzema đã nhận được lời đề nghị vô cùng hấp dẫn đến từ Ả Rập Xê Út trong bản tin sáng nay. Theo như dự kiến, đương kim bóng vàng sẽ đưa ra quyết định của mình vào cuối tuần này. Tiền đạo người Pháp vẫn đang chờ lời đề nghị chính thức vào thứ Sáu tới đây mới đưa ra quyết định sau cùng. Rất có thể, Karim Benzema sẽ chơi trận đấu cuối cùng cho màu áo Real Madrid với Athletic Bilbao vào chủ nhật tuần này. Liệu Benzema có thực hiện một màn chào tạm biệt khán giả Real Madrid không? Chúng ta hãy đợi đến cuối tuần. Theo một số nguồn tin từ Tây Ban Nha, phía Real Madrid đã gửi cho Dani Ceballos một lời đề nghị mới. Trong lời đề nghị lần này, Real Madrid đã tăng mức đãi ngộ dành cho tiền vệ sinh năm 1996. Đồng thời, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng hứa hẹn sẽ trao cho tuyển thủ Tây Ban Nha một vị trí tốt hơn trong đội hình. Phía Dani Ceballos tỏ ra hứng thú với lời đề nghị mới nhất từ phía Real Madrid và dự định sẽ ký gia hạn hợp đồng với Real Madrid trong vài tuần tới đây. Nghe tin Di Maria muốn rời đi Benfica chính là một trong những đội dành sự quan tâm nhất với trường hợp của tuyển thủ Argentina. Phía đại diện Bồ Đào Nha được cho là sẽ cử người đại diện của mình gặp Di Maria trong vài tuần tới để thuyết phục anh quay trở lại đội bóng cũ với tư cách cầu thủ tự do. Tất nhiên với đẳng cấp của Di Maria sẽ có rất nhiều lời đề nghị được gửi đến. Song nguyện vọng của cầu thủ 35 tuổi là muốn chinh chiến thêm ở châu Âu khi lần lượt khước từ những lời đề nghị kích xù tới từ Mỹ và Trung Đông. Một số nguồn tin thân cận với Chelsea cho biết rằng việc N'Golo Kanté gia hạn hợp đồng vẫn chưa thành công. Mọi chuyện vẫn tương đối phức tạp mặc dù hai bên đã thống nhất với nhau rằng sẽ tiếp tục đồng hành trong mùa giải tới. Song tình huống hiện tại đã dần trở nên khó đoán khi càng nhiều câu lạc bộ muốn có được chữ ký của Kanté dưới dạng chuyển nhượng tự do. Một vài câu lạc bộ ở giải Ả Rập Xê Út cũng đã có những bước liên hệ đầu tiên với tuyển thủ người Pháp. Liverpool đã bắt đầu tham gia vào cuộc đua có được chữ ký của tiền vệ đa năng đang chơi cho Gladbach là Manu Kone. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã từng chia sẻ với báo giới rằng Liverpool sẽ mang về ít nhất 2 tiền vệ trung tâm trong mùa giải tới. Người đầu tiên nhiều khả năng là Alexis McAllister, còn người thứ hai hiện tại vẫn chưa rõ là ai khi The Kop đang theo đuổi rất nhiều ngôi sao. Mức giá mà đại diện phía Gladbach đưa ra cho tiền vệ sinh năm 2001 là hơn 45 triệu euro. Anthony Martial đã bị loại khỏi trận chung kết FA Cup vì chấn thương gần khuèo. Tiền đạo của Manchester United đã bỏ lỡ 32 trận đấu trong mùa giải này do một số chấn thương khác nhau. Sau chiến thắng 2-1 trước Fulham vào chủ nhật, cầu thủ người Pháp bị căng gần khuèo và các bác sĩ đã kết luận là nhóm gần này có thể đã bị rách. Ngoài ra, Manchester United còn gặp khó khi Anthony cũng rất khó có thể trở lại kịp trận đấu chung kết FA sắp tới. Anthony đã gặp một chấn thương trong chiến thắng 4-1 trước Chelsea. Juventus đang muốn hướng đến tiền đạo Ramos Højlund vào mùa hè tới để thay thế cho một Dusan Vlahovic nhiều khả năng sẽ rời đi trong những tháng tới. Mức giá của Vlahovic được bà đập giá thành Turin định ra khoảng 90 triệu euro. Atalanta muốn giữ cầu thủ trẻ ở lại Bergamo thêm ít nhất một mùa giải nữa để tiếp tục phát triển dưới thời huấn luyện viên Gian Piero Gasperini. Atalanta sẽ không chấp nhận những lời đề nghị dưới 50 triệu euro cho tiền đạo người Đan Mạch. Theo Florian Plettenberg, việc tìm một huấn luyện viên đẳng cấp mới là tương đối chông gai với Tottenham, nhất là khi các huấn luyện viên mà Tottenham tiếp cận đều yêu cầu muốn biết danh tính của vị giám đốc thể thao trước rồi mới quyết định có đến đội bóng thành London hay không. Tuy nhiên, kể cả việc tìm kiếm một giám đốc thể thao cũng đang là một nhiệm vụ không hề đơn giản với Tottenham Hotspur. Mới đây, giám đốc thể thao của câu lạc bộ Frankfurt là Markus Krogscher là người mới nhất từ chối chủ tịch Levy do không hài lòng về cách làm việc của chủ tịch này. Theo Jakob Stenberg, trong lúc còn đương nhiệm, huấn luyện viên Graham Potter đã từng thẳng thắn đưa ra quan điểm với ban lãnh đạo rằng thương vụ Enzo Fernandez là quá đắt và không cần thiết. Cựu huấn luyện viên của Brighton cho rằng đội bóng cần ổn định những cá nhân mua về trước khi mua tiếp những ngôi sao khác. Trái ngược với quan điểm trên, F. Harley đã thúc đẩy ông bầu Toboli trong việc sa thải Potter. Cho đến thời điểm hiện tại, ông chủ người Mỹ đã hơi hối hận việc không cho Potter thêm thời gian tại vị ở Chelsea. Theo tờ Marca, thủ thành Andre Rognin đã bày tỏ nguyện vọng được rời Real Madrid ngay trong mùa hè tới để tìm kiếm nhiều cơ hội ra sân hơn hiện tại. Nếu thủ thành người Ukraine rời Real, Los Vancos sẽ cần một thủ môn dự bị khác cho vị trí của Thibaut Courtois.
Theo một số nguồn tin thân cận cho hay, câu lạc bộ đã tìm kiếm được ứng viên thay thế cho thủ thành Lunin. Không đâu xa lạ đó chính là David Soria, thủ thành 30 tuổi đang thi đấu cho Getafe, từng nằm trong hệ thống đào tạo trẻ của Real Madrid trước đây. David Soria đã có hơn 200 trận bắt chính ở cấp độ chuyên nghiệp kể từ khi chào sân ở Sevilla vào năm 2015. Một điểm cộng đối với thủ thành sinh năm 93 đó là anh sẽ rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 tới đây. Theo nguồn tin từ tờ Sport One, một nhân sự cấp cao ở ban lãnh đạo Bayern đã bật mí một phần lý do vì sao Oliver Kahn bị sa thải khỏi vị trí CEO của đội bóng. Ngoài lý do chuyên môn và thành tích của Bayern mùa giải hiện tại có phần sụt giảm, những yếu tố ngoài sân cỏ cũng góp phần trong việc cựu thủ thành người Đức phải ra đường. Người thay thế vai trò của Oliver Kahn là Karl-Heinz Rummenigge được cho là sẽ mỉm cười chào khán giả và người hâm mộ bất cứ đâu, từ trong ra ngoài câu lạc bộ và hỏi thăm sức khỏe của những người xung quanh, kể cả khi bản thân ông gặp stress trong công việc. Còn Oliver Kahn lại là tuýp người khác. Ông được cho là kiểu người sẽ không bao giờ nói những thứ đại loại như là chúc một buổi sáng tốt lành trong văn phòng làm việc của mình. Theo phóng viên Kerry Hall, ban lãnh đạo muốn mời lại Rummenigge, song cựu tiền đạo tuyển Đức chỉ chấp nhận quay trở lại làm việc nếu Salihamidzic cuốn gói khỏi câu lạc bộ. Hai nhân vật trên đã xảy ra mâu thuẫn không hồi kết trong việc có nên sa thải Hansi Flick vài năm trước. Brazil đã rời đi và Bayern lại đón chào Rummenigge quay lại. Tiền đạo người Hà Lan Kingsley Promes của Spartak Moscow đang bị truy tố ở Hà Lan vì bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, theo như các công tố viên Hà Lan cho biết hôm thứ Ba. Các công tố viên cho biết thêm rằng cựu tuyển thủ Hà Lan 31 tuổi này bị nghi ngờ có liên quan đến việc buôn lậu 1.360 kg cocaine đến Hà Lan hoặc Bỉ trong hai chuyến hàng vào năm 2020. Tờ báo Hà Lan Het Parool đã dẫn lời luật sư của Promes rằng thân chủ của mình dự kiến sẽ không tham dự phiên điều trần. Cựu cầu thủ chạy cánh của Ajax và Sevilla Promes cũng đang phải đối mặt với cáo buộc hành hung ở Hà Lan. Ngoài ra, anh cũng dính dáng đến vụ đâm người vào tháng 7 năm 2020 ở thị trấn Abkhazia của Hà Lan. Hiện tại, cầu thủ 31 tuổi đang thi đấu ở Nga, mà Nga và Hà Lan thì hiện tại không có luật dẫn độ về nước. Thế nên, nếu Promes tiếp tục thi đấu ở Nga thì sẽ rất khó bị kết án. Ngay trong buổi tối ngày hôm qua, vòng chung kết U20 World Cup đã tiếp tục với hai trận đấu mở màn ở vòng knockout. Trong trận đấu đầu tiên, U20 Mỹ đã giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước U20 New Zealand đúng như dự kiến của giới mộ địa. Ở trận đấu còn lại giữa U20 Israel và U20 Uzbekistan đã diễn ra vô cùng gay cấn và nghẹt thở. Phía đại diện của châu Á vẫn khẳng định được sức mạnh của mình khi đã tạo ra đến 15 cú sút vào khung thành của Israel. Tuy nhiên, đó vẫn chưa đủ để đại diện châu Á có thể bước tiếp vào vòng trong khi Israel chỉ cần một bàn thắng duy nhất ở phút 90+7 do công của Anan Khalili là đủ để kết liễu đội bóng đến từ Trung Á. Israel cũng là đội trực tiếp loại hai đại diện mạnh nhất châu Á là Nhật Bản và Uzbekistan. Hy vọng cuối cùng của bóng đá châu Á được đặt lên đôi vai của U20 Hàn Quốc trong trận đấu trực tiếp với Ecuador vào ngày 2 tháng 6 tới đây. Với chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng trước Ankara Guru, câu lạc bộ Galatasaray đã chính thức đăng quang ngôi vô địch giải Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng chính là chức vô địch lần thứ 23 của câu lạc bộ trong lịch sử giải đấu. Cú đúp của Icardi, một bàn của Inmar và bàn thắng chốt hạ của Sergio Oliveira đã giúp cho Galatasaray có một buổi đăng quang trọn vẹn. Chiến thắng này của Galatasaray sẽ giúp cho trận chung kết của mùa giải với Fenerbahce chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và họ sẽ có cơ hội ăn mừng trước đại kình địch của mình. Trong danh sách cầu thủ của Galatasaray, chúng ta sẽ nhận ra khá người quen cũ. Ngoài Icardi và Oliveira còn có những Mertens, Milos Rashica, Lucas Torreira, thủ thành Muslera, Batefimi Gomis và Juan Mata. Busquets cũng đã chia sẻ thêm về quan điểm đối với những ứng viên thay thế mình trong tương lai rằng: nếu tôi phải lựa chọn thì Rory của Man City sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vị trí của tôi. Nhưng tôi phải thành thật rằng vì điều ấy là rất khó xảy ra vào lúc này. Về Kimmich hay Zubimendi, tôi nghĩ rằng Zubimendi là người phù hợp hơn với chúng tôi về mặt phong cách thi đấu. Thực ra thì Barca vẫn còn một lựa chọn khác là Nico nữa. Tiền vệ người Mỹ Brandon Aronson được cho là đã cài một điều khoản giải phóng hợp đồng của anh tới Leeds United. Chỉ cần nếu The Wire xuống hạng, Aronson hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Các câu lạc bộ quan tâm trường hợp của cựu tiền vệ Leipzig chỉ cần kích hoạt điều khoản này để bắt đầu các cuộc đàm phán hợp đồng. Aronson dự kiến sẽ là phát súng đầu tiên báo hiệu cho cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi Leeds. Những cầu thủ khác như Knonto, Sinisterra, Rutter hay là Somervai nhiều khả năng sẽ đến các đội bóng tầm trung khác ở giải Ngoại hạng Anh. Không lâu sau khi Chelsea chính thức đưa ra thông báo chỉ định huấn luyện viên Pochettino ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng câu lạc bộ, thì những tín hiệu tích cực cũng nhanh chóng đến với cựu huấn luyện viên của họ. Cụ thể, Leeds United và Leicester, hai đội bóng vừa phải nói lời chia tay Ngoại hạng Anh, xem ông là ứng cử viên hàng đầu để giúp họ trở lại với giải đấu hàng đầu nước Anh trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Crystal Palace từ lâu cũng đã để mắt đến tài năng của vị chiến lược gia này trong bối cảnh Roy Hodgson nhiều khả năng sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội bóng.
Và như vậy là chúng ta đã đi qua hết phần bản tin buổi chiều kênh bình luận viên Anh Quân News. Kết quả của những trận cầu cuối cùng ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sắp tới đây cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác sẽ được mình cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Và đừng quên trận chung kết CUP 37 sắp tới nhé. Các bạn hãy chú ý đón xem. Một lần nữa, xin cảm ơn và chào tạm biệt.